Mr. BTS kể chuyện lịch sử xin kính chào quý vị và các bạn. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, cuối chiều ngày 30 tháng 8 năm 2022, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đồng thời thông báo quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Trước khi đến công tác ở An Giang thì Đại tá Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, từng giữ các chức vụ trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Đến ngày 27 tháng 6 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư. Cũng từ đây, nhiều vụ án lớn đã được Đại tá Đinh Văn Nơi triệt phá. Trong suốt thời gian 2 năm trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã có những dấu ấn sâu sắc trong công tác đấu tranh triệt phá các loại tội phạm. Theo đó thì chỉ sau 1 tháng về An Giang nhận nhiệm vụ, Đại tá Nơi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá sới bạc lớn nhất của tỉnh do Nguyễn Ngọc Thuận, tức Út Gà, tổ chức tại xã Đa Phước, huyện An Phú. Lực lượng công an bắt giữ hơn 150 người, tạm giữ hàng loạt xe máy, ô tô, tiền mặt hơn 1 tỷ đồng. Tiếp đó thì Đại tá Nơi đã chỉ đạo triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng do đối tượng giang hồ cộng cán Huỳnh Trần Hùng, ngụ tại thành phố Long Xuyên, cầm đầu, hoạt động tại các tỉnh biên giới phía Nam. Nổi bật nhất là vụ án Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 51 kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Đường dây buôn lậu này do Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, cầm đầu. Sau khi bà trùm buôn lậu 10 Tường bị bắt, thì hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ này tiếp tục bị khám xét. Và cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ thêm 36 kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng, 1,27 triệu USD cùng nhiều tăng vật có liên quan khác. Đặc biệt là Đại tá Đinh Văn Nơi còn dùng số điện thoại di động cá nhân của mình làm số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh An Giang để người dân trực tiếp báo tin, tố giác tội phạm và hiệu quả đã thể hiện rõ nét. Chẳng hạn như từ một tin nhắn của người dân, Đại tá Nơi đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh đề hơn 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu. Nắm chắc tình hình và hoạt động của các loại tội phạm, Đại tá Nơi đã kiên quyết đấu tranh, loại bỏ và làm cho tội phạm khiếp sợ, đến nỗi chúng đã phải tìm mọi cách để điều chuyển ông đi nơi khác. Từ vụ khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thị ở thành phố Châu Đốc do Trần Trí Mánh làm giám đốc vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, liên quan đến việc bán nhớt và phụ tùng xe máy, ô tô giả, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện ra một vụ án chưa từng có tiền lệ, đó là chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Nơi đi nơi khác. Vì trước đó thì Mãnh lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế của Đại tá Nơi sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, nên có ý định tìm cách tác động để điều chuyển Đại tá Nơi đi nơi khác. Tuy nhiên, Mãnh lại gặp phải băng nhóm lừa đảo. Trên đây là thông tin về điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm Giám đốc Công an tỉnh An Ninh và bổ nhiệm đồng chí Lâm Phước Nguyên làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.